đã đến thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khách, máy bay chúng ta và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Giờ địa phương lúc này là 12:40 trưa. Nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Chính đề nghị quý khách vẫn ngồi tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, không đứng lên lấy hành lý hoặc rời khỏi ghế cho đến khi máy bay vào đến sân đổ, dừng hẳn và cơ trưởng tắt tín hiệu cài dây an toàn. Đề nghị quý khách không sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử vào lúc này. Cơ trưởng Lars, tiếp viên trưởng Ngọc Duy và Vietnam, chân thành cảm ơn quý khách đã về cùng Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách. Ladies and gentlemen, welcome to Ho Chi Minh City. We have just arrived at Tân Sơn Nhất International Airport. It is now 12:40 p.m. local time, and the outside temperature is 33 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely stops and captain switch off the fastened seatbelt sign. Do not use mobile phones, electronic devices at this moment. Captain Lars, cabin manager Jesse, and all crew members would like to thank you for flying with Bamboo Airways, the airline of hospitality. We look forward to meeting you again soon. Thank you.